Ô tô Tân Phong chào bà con cô bác. Hôm nay là ngày 24 tháng 4, sáng giờ toàn là mua không, chuyển tiền ra mà ngân hàng không cho chuyển luôn. Xe gì mà hình như là kinh tế khó khăn hay sao mà đem tới bán quá trời quá đất. Trời ơi, quá trời quá đất, xe rất rẻ. Fortuner này nó bán có 300 mấy à. Trời ơi, Fortuner 2014 rồi 2017 300 mấy, 400 mấy, 500 mấy. Accent rồi ngày hôm nay mua quá trời quá đất. Bà con nào vô lựa nha, bán rẻ luôn. Rồi mui trần Santa Fe lắc xịt. Rồi Accent, Fortuner, dầu xăng có tất tần tật, rẻ thật. Xe kỳ này không biết kinh tế nó khó khăn sao tới bán. Sina, Kia, rồi này xe này Captiva, rồi xe này cũng toàn là cùi bắp không mà rẻ, trăm mấy, mấy chục. Quá trời là xe. Hôm nay tới mua đâu là mười mấy hai chục chiếc, chuyển tiền mà cháy máy luôn, ngân hàng không cho chuyển luôn. Kia Morning đời 2016 con trăm mấy à. EcoBoost rồi bán tải Colorado. Rồi này xe này xe gì? Toyota Fortuner rồi i10. Trời ơi, Mazda 6. Rồi Accent. Trời ơi, Bentley. Quá trời xe luôn. Hôm nay tới bán quá trời, bà con anh chị em nào cần xe nào tới tha hồ mà lựa, có một giá ưu đãi cho anh chị đi đi chơi lễ. Người thì có tiền, người thì hết tiền. Thôi, Tân Phong chào anh chị, chúc anh chị một ngày tốt lành, vui vẻ, hạnh phúc.